Dạ vâng, Hà xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hà trong buổi tối ngày hôm nay. Buổi tối ngày 17 tháng 11 2023 và hiện tại bây giờ là 10 giờ tối. Thì Hà đã có mặt tại phía trước của chợ Bến Thành mọi người. Dạ vâng, thì ngày hôm nay thì phía trước của chợ Bến Thành rất là đông luôn mọi người ạ. Đây, lượng người đổ ra này cực kỳ là đông luôn á. Đây, hôm nay thì khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ thì là rào chắn, xe không vào được nên mọi người tập trung về khu vực này cũng đông. Đấy, không gian rất là rộng cho mọi người vui chơi dịp cuối tuần. Thì có một khoảng rất là rộng mọi người. Thì giờ này thì chợ Bến Thành đã đóng cửa và ngừng tiếp khách rồi. Bây giờ thì mình cùng sẽ đi dạo quanh khu vực này. Đấy, khu vực này ăn uống này, vui chơi cuối tuần. Mà khu vực này thì đại phần là các bạn trẻ là nhiều lắm mọi người ạ. Bây giờ thì mình cùng đi dọc về đường Phan Bội Châu nhá, cũng như là đi về phía bên cửa Bắc của chợ Bến Thành để cập nhật cho mọi người về cuộc sống Sài Gòn về đêm như thế nào. Hiện tại thì mình đang có mặt tại phía trước chợ Bến Thành, bây giờ thì sẽ đi qua đường Phan Bội Châu. Ở vâng, thì mọi người thấy rất là nhộn nhịp và đông luôn, từ hàng quán ăn uống vui chơi cuối tuần Sài Gòn. Thực sự là sau một tuần làm việc á, nó cũng khá là mệt mỏi, thì bây giờ thì mình sẽ nghỉ ngơi và nạp năng lượng cho một tuần mới. À vâng, thì bây giờ thì mình sẽ đi xuống đường Thục Hoa Huân nha mọi người. Thục Hoa Huân sau đấy mình quay lại đường Lê Thánh Tôn, đi qua phía Bắc của chợ Bến Thành nhá. Dạ vâng, thì những ngày gần đây thì Hải thấy là lượng du khách nước ngoài tới tham quan Sài Gòn rất là đông mọi người. Đấy, gần 2 tuần gần nay. Đấy, lượng khách tới tham quan đông. Dạ vâng, thì bên Takasemiya mọi người, thì bên đấy người ta cũng đang trang trí Noel rất là đẹp và cũng được thu hút được một lượng người tới rất là đông. Thì quý cô chú anh chị mình có xem kênh của Hải thì để ý thì ngày hôm nay Hải cũng muốn up lên cho mọi người cùng xem đó. Bên trong đẹp lắm, cũng đông khách nhưng không giống như một số kênh khác người ta đưa bảo là vắng không có khách, nhưng mà Hải thấy nó đông lắm. Đấy, Takasemiya thì 10 giờ nó mới mở cửa cơ. Đấy, tầm khoảng 10 giờ sáng và 10 giờ đêm thì nó mới đóng cửa, nên là người tới sớm quá thì nó không có khách cũng đúng rồi. Nhưng mà giờ này vào là cũng đang đông lắm mọi người. Giờ này 10 giờ rồi đấy. Đây, chuẩn bị đóng cửa nhưng mà đang còn đông. Dạ, thì mọi người thấy nữa, lượng người đang đổ về phố Tây Bùi Viện á. Hôm nay thì Hải sẽ mời tất cả mọi người mình cùng về phố Tây Bùi Viện luôn, cùng với Hải. Con đường Lê Lợi này bên cạnh một số cửa hàng đang treo biển cho thuê mặt bằng thì cũng có một số cái cửa hàng mới mở đón khách bên trên đó. Ở như người ta thuê bên trên lầu để kinh doanh buôn bán những quán ăn uống thôi. Ở bên dưới này người ta không thuê, bên dưới này cái mặt bằng này giá nó khá là cao, người ta thuê sân thượng. Đấy, bên Takasemiya mọi người, nhưng mà khá là đông khách luôn đó, cùng chuẩn bị tới giờ đóng cửa rồi nhưng mà đông. Thì mọi người thấy từng đoàn khách du lịch nước ngoài này, đợt này thì Hải thấy là đông nhất là du khách châu Âu nha. Đấy, từng đoàn đang đi dạo về hướng về phố Tây Bùi Viện. Đấy, dạo này thì những cái chú xe ôm công chiếc xe ôm truyền thống mọi người khá là ít người đi lắm. Bây giờ họ khách du lịch họ cũng khô lắm, họ đa phần bắt xe ôm công nghệ đâu, giá cả nó cụ thể không bị chặt chém. Vâng, hiện tại thì mình đang có mặt đường phố Cô Hân nha mọi người. Cái bên này thì còn bán tiệm cầm tấm nữa, còn mở cửa này, đón khách này, nhưng mà cũng họ thu bớt bàn rồi.
Thì đi qua quán cơm tấm là thấy mùi thơm rức. À, em ơi, mọi người này nhìn này, những cái chú xích lô á. Giờ này 10 giờ đêm rồi nên còn đón khách. Đây là những cái tín hiệu khá đáng mừng luôn á. Phải có khách là có tiền. Năm nay đầu năm bây giờ thì cái khá là vắng khách, đến bây giờ thì nó cũng có khách đông lại, nhộn nhịp hơn, cũng đỡ. Khách đi lại. Bây giờ thì mình cùng tiến về con đường là Thanh Tộn nha. Một con đường cũng khá là đẹp và nhộn nhịp, cũng rất là nhiều khách sạn, quán cà phê. Đây mọi người, bên này có một cái tiệm mà trà sữa cà phê này khá lớn này, đẹp lắm, cà phê này siêu đẹp luôn. Dạ vâng, thì hiện tại thì mình đã có mặt tại ngã tư, thì đường Phùng Cơ Hân giao nhau với đường Thiên Tôn. Thì bây giờ thì mình cùng đi dọc con đường Lê Thánh Tôn này mọi người. Bên này thì có ngân hàng BIDV, giờ này họ đã đóng cửa rồi. Bây giờ thì phía bên này thì có cửa hàng Tiện Lợi. Tiện Lợi là cái cửa hàng này mở cửa 24/24 luôn đấy. Đây, bên tiếp theo là tới Hotel Hải Nam và một số cái điểm bán sim thẻ điện thoại. Đây, bên này là phòng trà không tên, một phòng trà chuyên thuê những cái ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng này, Lệ Quyên đấy, tới biểu diễn hát. Bên này là bán sim card mọi người này, bán vé máy bay cũng như là booking du lịch. Đấy, bên này là có khách sạn Liên An ở 181 đường Lê Thánh Tôn, cách chợ Bến Thành khoảng 50m thôi. Đây, dạ vâng, thì mọi người thấy là 10 giờ đêm rồi nhưng mà lượng người đi lại cũng rất là đông và nhộn nhịp này. Vâng, thì đặc biệt là khu vực chợ Bến Thành ấy, thì ở phía bên cửa Bắc thì vẫn chưa đóng cửa đấy. Cái này là spa này, spa dao động tầm khoảng 500.000 đổ lại. Bên bên này là bán bánh canh, giòi, heo, hủ tiếu. Bên này là tiệm trà sữa Catinat này, khá là đông. Ăn uống rất là đa phần các bạn trẻ đó mọi người. Đấy, dọc dọc này cũng vậy, những cái gia đình đang đi ăn đêm này. Và những cái tiệm trà sữa này là các bạn trẻ là nhiều. Tới cùng với bạn bè thì đi làm mà mệt mệt rồi về tới trà chanh chém gió vậy. Thì khu vực này mọi người đã gần mở cửa này, sáng trưng luôn, đón khách. Ở đây thì mở cửa mua lại nhưng mà rất tiếc là chợ đêm của chợ Bến Thành phía bên hông của đường phía bên hông của cửa tây của chợ Bến Thành thì không mở cửa nữa mà đã đóng cửa hết rồi. Cái ngày trước Hải mới vào đây tầm khoảng 3 hay 4 năm trước thì vẫn đang còn thấy mở một ít, nhưng mà đến sau đấy là dẹp hoàn toàn và chuyển vào bên trong đường An Ninh. Này một số cửa tiệm đóng cửa mất đây. Đây, bên này bán trái cây này, bán xôi, bán đồ ăn đêm phục vụ du khách. Bên trên này thì có vẻ là khá đông mọi người này, mới là họ đang mua cái gì mà đến mười mấy người đang đứng này mua check những cái đồ lưu niệm mọi người. Mua xong sau đấy người ta ra bưu điện gửi về nhà đấy. Đây, bên này là cái quầy trái cây. Bây giờ thì mình cùng tiếp tục nha mọi người. Hiện tại thì mình đã có mặt tại con đường Phan Chu Trinh, ngã ba Phan Chu Trinh.
theo nhau với Lê Thiên Tôn thì mình cùng đi dọc, và sau đấy đến ngã tư Trường Định với Lê Thiên Tôn thì Hải xin phép được rẽ trái mình về lại phố Mã Lai cập nhật cho mọi người nhá. Thì Hải thấy là khu vực phố Mã Lai dạo này có vẻ là đẹp, trang trí khá là đẹp và đông đúc người đi lại. Vâng, thực sự là này mình đi thì gặp rất là nhiều du khách nước ngoài luôn, đa phần là du khách châu Âu nhiều. Đấy, họ có vẻ là gần Tết họ đổ về Sài Gòn rất là đông. Thì cũng rất mong là họ về nhiều như vậy để các cái dịch vụ ăn uống này, rồi nhà hàng, khách sạn là hoạt động tốt trở lại, chứ không thấy là đầu năm đến giờ là nhiều người kêu quá. Ở khu vực phố Tây Bùi Viện á thì nó cũng khá là vắng mọi người. Hôm bữa vừa rồi, thứ tư vừa rồi Hải có đi qua một xíu á, thấy nó vắng quá. Bên này có quán bụi, yêu người nhìn nó khá là hay này. 22224 Lê Thánh Tôn này. Cái đường thì không gian rất là chill chill luôn á. Bên này thì có một cửa tiệm mà bán trái cây mà trái cây cao cấp 141 ở địa chỉ là 242 Lê Thánh Tôn, cách chợ Bến Thành khoảng 50m thôi. Dạ vâng, thì ở phía trước các mọi người là ngã tư sửa đường Lê Thánh Tôn giao nhau với đường Trường Định nha. Bên này có cái tiệm sushi không, nhìn khá là xịn sò và đẹp luôn á. Ở phía bên đường mọi người không biết có quán ăn gì á, không ăn gì mà đông ghê luôn á. Tối nào Hải thấy cũng đứng đông này, mọi người thấy đông nghịt người luôn, tối nào cũng vậy nhá. Đấy, thực sự không biết họ bán cái gì luôn. Hôm nào mình có thời gian vào đấy mua thử xem nào. Money problem. Ngay đầu đường Trường Định mọi người cũng có một cái tiệm mà cà phê đông khách lắm, nhưng mà hôm nay thì mình lịch trình mình không đi tới đấy nên là không quay cho mọi người được. Bây giờ thì mình cùng vào với phố Mã Lai đi dọc dọc đấy một xíu, và sau đấy chắc Hải cũng xin phép được dừng clip nhé. Xe cộ lại những đồng quá. Đây khu vực phố Mã Lai 10 giờ đêm mọi người. Đang còn khá là nhộn nhịp du khách mua sắm. Với phía ngay gần chợ Bến Thành có vẻ là có người nào đầu tư làm một cái hệ thống đèn LED rất là đẹp. Đây, khu vực này bán này mặt hàng thời trang, ăn uống. Nhất là cái góc này, mình ăn, này ăn uống này, đồng cả màn luôn, đây cái góc này. Ở đây mình có cái mùi mực nướng thơm quá.
Còn dạ vâng, thì đến đây thì phép được dừng video clip ở đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình đã đồng hành cùng Hà nhé. Và hẹn tất cả mọi người ở một video tiếp theo. Chúc tất cả mọi người mình có một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình nhé.